Chào các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn về được một lô hàng mới rất là đẹp luôn, thì lại lên trân trọng gửi tới. Thì em lại lên trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em, để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin, và đã nhắn tin không gọi điện nữa, để tránh việc shop em lên đơn nhiều lần. Cũng lưu ý các bác luôn là nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship các bác nhá. Đó. Khuyến khích các bác là nhận hàng kiểm tra cùng với ship, để có vấn đề gì thì thừa thiếu như nào mình giải quyết cho nó dễ. Bây giờ các bác cứ nhận hàng về nhà như đúng rồi ấy, không các bác không kiểm tra, nếu các bác lại điện đòi bắt đền thiếu cái nọ thiếu kia, nó rất là mệt mỏi các bác nhá. Đó, thì lưu ý các bác như vậy thôi. Hôm nay thì bên em về được cái lô túi chéo, hàng rất là đẹp luôn, hàng da cá sấu rất đẹp luôn các bác nhá. Túi chéo này, rồi về cái bộ ví đồng hồ các bác nhá, tiếp tục về cái lô ví đồng hồ giá rất là tốt luôn. Đó, và về tiếp tục dây điện Nhật này, nồi cơm Hàn Quốc này, và rất nhiều mã hàng mới nữa. Đấy, em sẽ lên video nhanh để tranh thủ gửi tới quý bác anh chị và các bạn. Vâng, mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái kéo cắt cành cam các nhá. Các bác lên cho em là kéo cam, con kéo cam này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 100k bao ship. Đấy, giá rất tốt luôn. Các bác lên cho em là kéo cam các bác nhá. Đấy, hoặc là kéo cành cam cũng được, 100k. 100k bao ship luôn, giá siêu tốt luôn các nhá. Đó, đây sản phẩm như này. Đấy, bên em thanh lý được cái lô này, hàng siêu thị thanh lý, hàng rất đẹp luôn các nhá. Đó, giá cực kỳ tốt luôn. Đây, có những cành to như là ngón chân cái này, em sẽ cắt thử cho bác xem này. Đây các nhá. Đấy, các bác xem chưa? Cái phần đứt của nó này, phẳng lì luôn các nhá. Đó. Đây, các nhá xem nhá. Đó, phẳng lì luôn, không một tì vết các bác nhá, không một tì vết luôn. Đấy mà cái cành nó còn to hơn cả ngón tay cái của em này các bác này. Đây. Cắt rất ngon luôn các bác nhá. Đó, cắt rất ngon luôn, rất ngon, rất đẹp luôn các bác nhá. Cắt thẳng, cắt chéo ok hết các bác nhá. Đó. Hàng em test cho các bác xem luôn. Đấy, trực quan sinh động các bác nhá. Đó, cắt rất ngon. Đây. Đấy các bác thấy không? Cắt rất ngon luôn. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 100k bao ship. Giá siêu tốt luôn các bác nhá. Đó, đây. Các bác còn được tặng kèm thêm một cái lò xo nữa. Đó. Đấy, tặng kèm thêm một cái lò xo phụ nữa các bác nhá. Đấy, tặng kèm thêm một lò xo này luôn. Đây. Hàng của Nhật đây. SK5 này, SK5 Japan này các bác này, đó, SK5 Japan thôi nhá, hàng siêu chất luôn, giá thì cực kỳ rẻ luôn, đấy, hàng cơ chế sử dụng rất là thông minh các bác nhá, đây, các bác muốn mở ra chỉ cần đánh tạch cái này nó mở ra thôi, đấy, đóng vào thì các bác ấn như này, cho lẫy vào, nói chung là con này thì chấm hết rồi, hàng của Nhật mà giá thì rất là bình dân, đó đây, thôi nhá, đó, SK5 này, thép SK5 không gì này, Japan này, các bác nhá, đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 100k. Con này thì bên em đang bán rất là nhiều rồi. Đấy, hôm nay thì lên nhanh cho các bác thôi, đơn giản vậy thôi thôi nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái nồi cơm của Hàn Quốc các bác nhé. Nồi cơm của Hàn Quốc. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là 450k các bác nhé. Đó, đây. Các cái số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 450k các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là nồi cơm Hàn Quốc các bác nhá. Đây. Đấy. Em sẽ bỏ ở đây cho các bác xem để cho nó trực quan sinh động các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Trật tự. Đây các bác nhá. Đó, đây. Mở nắp ra này các bác này. Đó. Hàng thì hàng này của nó là nồi này của nó là đi đây. Dung tích của nó là bao nhiêu đây? Đây, các bác nhá. Đây, các cái thông số của nó đây. Đấy, rai cúc này. Thì con này là dung tích của nó là đi dùng sử dụng điện 220 các bác nhá. 50Hz này, 900W này, 2 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít đây. Đấy, cơ chế của nó này rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy. Thì các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Bao gồm là một nồi cơm này. Đấy. Một nồi cơm này, một dây cắm này. Các bác còn được tặng kèm thêm một cái môi siêu xịn nữa nhá, chống dính luôn. Đó. Và ăn nhau là cái nồi này các bác này. Đó, cái nồi này. Cái nồi này của nó rất là dày các bác nhá. Đây, các bác xem này. Nguyên cái vỉa này của nó là cái mép này của nó là nó phải dày tới hàng mấy ly luôn, 4-5 ly luôn các bác nhá. Các bác nghe em gõ cái tiếng kêu của nồi là các bác biết cái chất lượng của nó này. Đó, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, có thấy không? Tiếng keng luôn. Đấy, tiếng nó còn vang như vậy nhá. Nồi này của nó thì là nồi chống dính luôn các nhá. Nồi chống dính luôn. Nấu cơm nước không lo bị dính các nhá. Đó.
Và ưu điểm của cái dòng này là nó thiết kế theo kiểu vòm ôm như này. Thì khi các bác nấu cơm ấy thì là nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt các nhá. Đấy, còn cái nồi truyền thống thì nó thiết kế là thẳng, nhưng cái này nó thiết kế theo kiểu vòm như này. Đấy, nên nó rất là ôm nồi. Đấy, ôm nồi các nhá. Đấy, nắp của nó đây các nhá. Đó. Lưu ý các bác là một số bác hôm nọ nhận hàng thì không biết là sử dụng như nào. Thì cái này của nó này nó lại thiết kế hình tròn, nhưng mà không phải là để xoáy mà là chỉ cần kéo xuống như này là xong các nhá. Đó. Kéo xuống này. Đấy, kéo xuống như này là xong các nhá. Đó. Gạt lên gạt xuống như này là xong. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên cho em là nồi cơm Hàn Quốc các nhá. Nồi cơm Hàn Quốc. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 450k các nhá. 450k con nồi cơm Hàn Quốc này. Đây, các bác nhá. Đó. Korea các này. Fan Form Korea các nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, toàn chữ Hàn lòng hoàng hết các nhá. Đấy. Cái này của nó còn nguyên bọc túi bóng này. Về nhà các bóc cái túi bóng này ra thì chất rất đẹp luôn. Màu đỏ mận rất đẹp các nhá. Đấy. Nồi rất là chắc chắn luôn các nhá. Nồi rất chắc chắn luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho một cái nồi cơm. Đấy, chủ yếu chủ chốt của cái nồi cơm vẫn là cái này. Cái này nó phải dày các nhá. Cái này nó phải dày thì nấu cơm nó mới ngon, nó giữ ẩm, giữ nóng lâu được. Đấy, mâm của nó cũng rất dày luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác với giá là 450k. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là nồi cơm các nhá. Nồi cơm 450k bao ship các nhá. Đó, nồi cơm. Đấy, 450k và bao ship các nhá. Đó, 450k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là nồi cơm các nhá. Nồi cơm, đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái túi chéo này. Các bác lên mã giúp cho em là túi chéo ra cá sấu nhá. 160k bao ship, lên mã giúp cho em là túi chéo này. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em là túi chéo. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Da cá sấu cực kỳ là mềm luôn. Một cái màu đen huyền thoại rất là đẹp luôn. Đeo thì các bác đeo là đeo chéo như này. Đeo chéo vào người như này. Đây. Đây các bác thả dây ra theo cái nhu cầu mong muốn của mình. Các bác đeo vào. Đấy, đây em đeo vào cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn các nhá. Chất chơi con chơi luôn. Đấy, các bác để đằng trước này cho nó an toàn. Đi du lịch đi điếc để đằng sau nó giật trộm mất đấy các bác. Đó, cho đồ nó làm đằng trước này. Điện thoại, iPad rồi túi rồi nói chung là ví viết cho hết về được trước các nhá. Đấy. Kéo khóa các viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện dụng. Thì con này bên các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Các bác lên cho em là túi chéo. 160k bao ship con túi chéo này. Đấy. Sản phẩm các bác nhận được hàng như này. Những cái dây giếc của nó hàng rất chất lượng luôn. Chất da cực kỳ là mềm, bóng, mịn các bác nhá. Này, đấy. Có một ngăn bên ngoài này và một ngăn bên trong. Ngăn bên trong này để các bác đựng những cái đồ to, ngăn ngoài bỏ đồ nhỏ và thêm một ngăn phụ nữa các bác nhá. Đấy, thêm ngăn phụ này các bác bỏ tiền nong các thứ vào đây. Đấy, bỏ tiền nong các thứ vào đây, giấy tờ quan trọng bỏ vào trong. Đó, rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá. Đó, lưu ý các bác là nhận hàng đồng kiểm nhá. Nhận hàng đồng kiểm tức là nhận hàng kiểm tra với ship cho nó chắc ăn. Đấy, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Chứ các bác cứ bây giờ cứ nhận về nhà ào xong đến lúc lại đòi thiếu nọ thiếu kia là bên em không giải quyết đâu. Đó. Tiếp theo là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô ví đồng hồ các nhá. Ví đồng hồ đây. Các bác lên mã giúp cho em là ví đồng hồ. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 450.000. Đó, đợt này hàng về thì giá cực kỳ là tốt luôn, giá cực kỳ tốt luôn. Thanh lý luôn cho các bác với giá là 350k và bao ship các nhá. Hàng về giá tốt cho nên bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá siêu tốt luôn. 350k và bao ship. Giá rất tốt luôn. Một bộ sản phẩm của nó bao gồm là 3 món các nhá. Đấy, bộ 3 món này. Thứ nhất là em giới thiệu cho các bác cái dây lưng của nó này. Đây. Dây lưng của nó các bác nhá. Đó. Hàng này thì đầu tiên là em giới thiệu đến cái hàng này của hãng này, giấy tờ của nó tem mác đây. Đấy, con này của nó là bên Mỹ nó đang bán tới là 800 USD các bác nhá. Đây. 800 USD các bác này. Đó, 800 USD. Đấy, hàng của thương hiệu Louis Vuitton các bác này. Đó, nói chung là nôm na là như vậy. New York City đây. Mã tem, mã vạch, các thứ truy xuất nguồn gốc đào hoa. Đó. Thì con này bên nó đang bán là tới 800 đô. Nhưng mà do nó hết cái thời hạn trưng bày thì nó phải xuất đi các nhá. Đó. Đây. Đấy, một con ví này, một con ví cũng siêu chất luôn các nhá. Đó. Một con ví siêu chất như này các nhá. Đó, một con ví siêu chất như này các bác này. Đó. Ví siêu mềm luôn, có in logo của hãng luôn. Đấy. Lucien Vuitton các này. Đó, có in logo của hãng luôn các nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con dây lưng này. Đấy. Con dây lưng này các nhá. Đó. Con dây lưng này. Con dây lưng chất da cực kỳ là mềm và mịn và bóng luôn các nhá. Đây. Đấy. Mặt của nó thì quá đẹp luôn. Mặt là mặt tráng gương. Mặt tráng gương rất đẹp luôn các nhá. Đó. Nói chung là có 350.000 mà 3 món.
lại mất 30.000 tiền ship rồi thì chỉ còn có 320, mà 3 món tính ra mỗi món này có 100k. Đấy, cái mặt của nó các bác trông có phê không? Đó, đây cái mặt của nó đây. Mặt của nó quá đẹp luôn. Đấy, mặt này thì nói chung là miễn bàn rồi, quá đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây, mặt tráng gương, bóng lộng luôn. Các bác mà mặc con này đi tán gái là tán được luôn đấy các bác. Đấy. Rất đẹp luôn con này. Đó, đây. Đây các bác nhá. Lẫy của nó là lẫy trượt thế này các bác nhá. Đây. Lẫy trượt thế này rất tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn. Đây. Đấy, quy lẫy này rất tiện dụng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Lẫy trượt này rất tiện dụng luôn. Đấy. Con này thì rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Dây của nó này các bác nhá. Đó. Chất da của nó rất đẹp luôn. Đấy, mặt dây rất đẹp. Tiếp theo là đến một con đồng hồ dây da nữa các bác nhá. Đó. Combo luôn. Một con đồng hồ dây da nữa này các bác này. Đấy, một con đồng hồ dây da nữa. Rất đẹp luôn. Đây, Lucian Blue Tone các bác nhá. Đó, có in logo của hãng hết các bác nhá. Về các bác chỉ cần giật cái nhựa này ra, sau đó thì các bác đóng cái nút này vào là nó sẽ chạy thôi. Đấy các bác nhá, rất đẹp luôn. Đeo lên tay cực kỳ là phong cách luôn các bác nhá. Thì một cái bộ ba như này, một bộ ba như này. Đấy, một bộ ba món như này các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là ví đồng hồ bên em đang gửi tới các bác combo như này. Giá chỉ có 350k các bác nhá, ví đồng hồ. Các bác lên cho em là ví đồng hồ. Đấy, 450 bên em sẽ thành ví cho các bác với giá là 350k. 350k và bao ship luôn nhá. 350k bao ship cho các bác luôn. Giá siêu tốt luôn. Đây, khi các bác nhận được hàng hàng trong hộp như này các bác nhá. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng, làm quà, rất là ok. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái ổ đúc cao su non. Thì để xác thực cho cái dòng này là nó chất lượng như nào thì đây là cái búa bên em ký hiệu nó là búa 1 cân. Bên em bán cái giá là 150.000 bao ship. Hôm nay em sẽ dùng cái con búa này, em sẽ test sản phẩm cho bác xem nhá. Đập phá thoải mái luôn các nhá, đập phá thoải mái luôn. Đấy, đây là cái ổ đúc cao su em sẽ đập cho bác xem nhá. Đây. Ổ đúc cao su này, ổ đúc cao su này, ổ đúc cao su này. Đấy các nhá. Đập chỉ có gọi là vỡ đá hoa thôi. Vỡ đá hoa này các nhá. Đó, đấy. Cái viên đá này anh em bị bột rồi. Đấy các bác nhá. Đấy, theo. Đấy. Vô tư đập thoải mái đi các nhá. Đập thoải mái đi, đập thoải mái đi. Đập thoải mái đi các nhá. Đập thoải mái đi. Đó các bác theo. Đấy. Rất là ok, ngon lành luôn. Đấy. Không có hề hấn gì các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 50k một cái ổ này thôi. Nói chung là bán giao lưu xì xăng cho các bác thôi. Chứ cái này không lãi lờ gì đâu. Đấy, 50.000 một cái ổ này. Đấy. Còn cái phích cắm này thì có đèn báo luôn. Phích cắm này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k, 20k thôi nhá. Đó thì bên em bán là 50k các bác nhá. Bà sang lấy con cái bút xanh ở bên cái hộp. Đấy, à trong ghế. Trong ghế trong bà. 50k cái này, 50k cái này các bác nhá. Đó. Ổ 3 chân, ổ 5 chân. Đây các bác nhá. Con này là ổ 5 chân này, có những cái chân khó để các bác sử dụng cho những cái thiết bị đặc chủng các bác nhá. Đấy. Có những cái chân rích rắc, chân khó này các bác nhá. Đó. Ổ 3 chân. Đấy, cái này là ổ 5 chân, còn đây là ổ 3 chân các bác nhá. Đấy. Còn phích cắm này có đèn báo luôn. Phích cắm này có đèn báo luôn các bác nhá. Đây, em sẽ cắm thử cho bác xem. Phích cắm này có đèn báo luôn. Đây các bác này. Cắm là có đèn báo lên luôn. Đây. Phích cắm có đèn báo luôn. Đấy, phích cắm có đèn báo luôn các bác nhá. Đó. Thì cái con này bên em đang gửi tới các bác giá là 50k, con này 50k này. Đấy. Con này cũng là 50k, 50k. Đó. Còn con này là 20k. 20k các bác nhá. Đó. 20k các bác nhá. Đó. Rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái logo. Nói ít thôi. Bên em tiếp tục về cái lô dây điện của Nhật các nhá. Đó, dây điện của Nhật đây. Dòng này thì cũng là siêu chất luôn, nó cũng là dạng ổ đúc như là cái ổ đúc mà em vừa đấy giới thiệu cho các bác đấy. Nó cũng là dạng dây ổ đúc như vậy. Dây ổ đúc như vậy các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang bán theo là dòng mét. Đấy, có cả 20 à? Có 15 không? 5 10 20 30 à? Đó. Thì bên em đang có là mẫu 5 mét. 10m, 20m và 30m thôi nhá. Đó, đây. Dây của nó thì siêu chất rồi các bác nhá. Đó, dây của nó thì siêu chất rồi. Đây. Đấy, ổ của nó cũng là ổ đúc liền dây như này. Dây siêu mềm luôn. Dây của nó là đây, dây 2.5 này. FA 2.5 các bác nhá. FA 2.5. Dây của Nhật các bác này. Đây, Japan này các bác này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Japan này. Các bác trông chưa? Đây. Japan này các bác nhá. Đó, Japan này. Thì con này bên em đang gửi tới các bác trong mức giá như sau. Dây thì dây ổ đúc luôn nhá. Đây. Đập thoải mái cho bác xem luôn các nhá. Đập đi. Đập thoải mái luôn. Đập thoải mái luôn các nhá. Đó, đập thoải mái luôn. Đó. Và con này cũng có ổ các nhá. Có ổ đây. À, có đèn báo các nhá. Có đèn báo các này. Đây.
đèn báo của nó đây. Đấy. Đèn báo đây không nhá. Có đèn báo rất tiện dụng luôn. Quận này là quận 5m. Quận này là quận 5m thôi nhá. Đó. Quận 5m. Thì bên em đang bán cái giá như sau các bác nhá. Đó, bên em có quận 5m. 5m là bằng 220k. Có nhá. Đó. 10m 330k có nhá. Đó. 20m. 20m bao nhiêu nhỉ? 20m 500. 500k có nhá. Đó. Và 30m là bằng 650k. 650k có nhá. Tất cả bên em đều là giá đã bao ship các bác nhá. Đó, giá bao phí ship cho bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Thì có dòng 5m là 220.000, 10m là 330, 20m là 500, 30m là 650.000. Đây, quận này là quận 30m này, quận 30m. Giá bên em đang gửi tới các bác với giá là 650k các nhá, 650k bao ship luôn. Đó. Quận này là 20m là 500. 20m là 500 các nhá, 500k. Đó, 20m là 500k. Đấy. Còn cái quận 5m này là 220.000. 220k không nhá. 5m là 220k. Đó, còn 10m thì giá của nó là đi 10m là giá là 330 các nhá. Đó, dây điện ổ đúc. Tiếp theo thì hôm nay bên xuất phẩm mới tiếp tục về cái lô nồi nướng các bác này. Đó, nồi nướng. Các bác lên cho em là nồi nướng thôi nhá. Đó, nồi nướng. Con này thì ăn được cả lẩu, ăn được cả nướng, nhưng em gọi là nồi nướng cho nó khỏi lẫn với cái nồi lẩu các bác nhá. Đó. Con này là đây. Cái ngăn bé này của nó thì được khoảng 20 sen. Đấy, cái này thì được khoảng hơn 1 lít gì đấy, lít hơn lít gì đấy. Thì các bác ăn lẩu vào đây, còn nướng thì các bác nướng vào đây. Nướng ở đây không nhá. Đấy các bác, cái mặt này dùng để nướng này, rất là tiện luôn. Đấy, nó là dạng thân liền như này. Đây, ổ cắm đây không nhá. Đấy. Đây thì nó toàn chữ Nhật lằng ngoằng hết các bác này. Đây, toàn chữ Nhật lằng ngoằng hết các bác nhá. Đấy, hàng Nhật xuất sử dụng điện 220 bình thường. Đây, toàn chữ Nhật hết các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới. Đây, con này đường kính của nó vào khoảng trên 30 cm, 32 cm gì đấy. Đây. Hàng rất chất lượng luôn đây các bác này. Đó. Chữ Nhật lằng ngoằng đây các bác nhá. Đó. Thì con này bên shop trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Đây các bác nhá, thông số của nó đây. Đấy. Con này của nó thì nó sử dụng điện 220, công suất của nó là 1500W. Đấy, cái chiều dài của nó là 35 nhân với lại 12 nhân 34. Nói chung là nôm na là như vậy. Đấy, để các bác nắm được các bác nhá. Hàng chuẩn ISO luôn, ISO 9001 luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là siêu chất luôn. Hồ điện tử đây. Đó, thì hôm nay bên shop về hai màu, màu cam và màu xanh các bác nhá. À, màu màu hồng và màu xanh. Đó đây. Em sẽ khui hộp cái màu xanh cho bác xem. Lưu ý các bác là cái con này ấy, nó là một cái dạng đồng hồ đeo tay điện tử các bác nhá. Còn kết nối điện thoại thì nó không kết nối được đâu. Đấy, lưu ý các bác luôn. Nhưng ở đây thì nó có các cái chức năng là đây này, các cái chức năng của nó, đo nhịp tim, nhịp chạy, rồi nói chung là huyết áp các kiểu con là điều luôn. Ở đây. Đấy. Thì nôm na nó là như vậy. Bên em bán cái giá là 270k và bao ship các bác nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ đeo tay các bác nhá. Lưu ý các bác nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó nguyên siêu như này. Đấy, bên em cũng không có bóc ra, cho nên là khi các bác nhận hàng thì ví dụ như con nào mà nó hết pin thì về các bác sạc pin mà thôi. Đấy. Ở đây nó có cái đế sạc cho mình luôn, chứ không các bác nhận hàng các bác bảo là hết pin bật không lên thì đúng là hàng mà từ bên kia nó gửi về thì không thể tránh khỏi cái việc hết pin được. Còn hàng nguyên siêu bên em cũng không bóc ra để sạc pin làm gì cả. Nó rất là mất thời gian và nó ảnh hưởng đến cái độ nguyên vẹn của sản phẩm các bác nhá. Đấy. Đây, các bác lắp dây thì các bác ấn vào như này cho em là xong này. Đây, ấn vào như này cho em là xong. Đó, rất là dễ thôi. Đây, lắp dây và ấn như này là xong. Đấy, nó rất là nhiều chức năng các bác nhá, rất nhiều chức năng luôn. Đây, ví dụ như là em sẽ đo nhịp ở đây thì nó có tính bước đi này. Đấy, rồi đo nhịp tim, rồi đo huyết áp các kiểu được luôn các bác nhá. Đó, con này thì nó cũng sắp hết pin rồi cho nên nó tối màn hình đây. Đây, em sẽ đo nhịp tim cho bác xem nhá. Đây, các bác đeo đồng hồ vào, sau đó thì các bác dùng cái chế độ đo nhịp tim. Các bác ép vào tay như này, đó là nó lên. Đây, đấy nó lên đây, lên 84 này, nhịp tim của em nó đang là 84 này, các bác nhá. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu được luôn. Đó. Con này thì nó cũng gần hết pin rồi. Đấy, nói chung nôm na là nó như vậy thôi. Đây, nó hết pin thì màn hình nó sẽ tối dần đi các bác nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp các bác nhá. Đó, đây, nó hơi hết pin thì nó hơi tối các bác thông cảm. Đó, đây. Đấy. Thì các bác chỉ cần đẩy vào như này là xong. Đấy. Một cái con đồng hồ như này bên shop Phạm Huấn đang trân trọng gửi tới các bác với giá cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Đó, đây. Các bác chỉ cần đẩy vào như này là xong thôi. Đây các bác nhá, đẩy sát vào cho em. Đó. Đây. Đấy, các bác đẩy vào như này là xong này. Đấy là dây đeo ok các bác nhá. Đó. Đây. Rất là nhiều chức năng luôn các bác nhá, rất nhiều chức năng luôn. Đấy. Thì con này bên em đang gửi tới các bác lên cho em là đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay bên em đang gửi tới có giá là 270k con đồng hồ điện tử này.
đấy không nhá. Đấy, còn đây là cái đốc sạc của nó này, đây cái đốc sạc của nó này. Đốc sạc thì các bác cắm sạc vào đây, đây nó sạc vào đây các bác nhá. Đó, cho đây các bác cắm sạc vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi, nó rất là tiện. Đó, thì nói chung là các bác nhận con này nó hết pin là chuyện bình thường, tại vì nó hàng nguyên siêu như vậy, bọn em cũng không có bóc biết bách gì ra gì cả. Đấy, hàng nguyên tem mác toàn chữ tiếng Anh với chữ Nhật đây các bác này. Đấy, chữ Nhật chữ tiếng Anh này các bác nhá. Đó, hàng có nào em gửi đi như thế, nguyên đai nguyên kiện. Cho nên là nó hết pin là chuyện bình thường thôi. Qua lên mã giúp em là đồng hồ đeo tay. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 270k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đèn LED đây các bác này. Đấy, đèn LED đây. Các bác thấy nó nháy rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Một con đèn LED như này. Đấy, các bác lên cho em là LED dây các bác nhá. Đó, đây, một cái LED dây này, LED dây dài 5m các bác nhá. Đấy, dây của nó dài là 5m, nháy nhét rất là đẹp luôn các bác nhá. Dây dài 5m nháy rất là đẹp luôn. Có cả điều khiển luôn các bác nhá. Đó. Tắt này, đấy, tắt này, bật này có nhá. Đó, đầy đủ luôn. Có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó, điều khiển tắt bật trực tiếp luôn các bác nhá. Đó, tắt này, bật này. Đấy, tắt nhá, tắt đi này. Đây em tắt đi nhá. Đấy, bật lên này các bác này. Đây nhá, bật lên này các bác này. Đây. Đây em bật lên nhá. Đấy, bật lên này. Đấy, bật lên nhá. Đấy, rồi tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Rồi chọn màu này. Em chọn màu vàng nhá. Đấy, chọn màu vàng này. Đấy, chọn màu tím này. Đấy, màu xanh này. Màu xanh này các bác nhá. Đó. Màu cam này. Nói chung là các bác có thể chọn màu, độ sáng tối này, rồi nhanh chậm này, flash này, có nhá. Đó, rất là nhiều chế độ khác nhau luôn, có nhá. Đó. Thì một cái bộ LED dây như này, nó dài là 5m có nhá. Đấy. Nó dài 5m có nhá. Đấy, bộ LED dây dài 5m. Bên em đang trân trọng gửi tới các bác với giá là 120k bao ship. Ở đây thì cái này nó có thể bóc ra và dán vào được tường luôn, dán vào tường hoặc dán vào tủ hoặc là trang trí ở chỗ nào cũng được, rất là đẹp không nhá. Bóc dán trang trí rất đẹp luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là LED dây. Con LED dây này thì bên em đang gửi tới, đưa cho anh cái bút. Bên em đang gửi tới các bác, đây. Ở chỗ cái giấy trắng. Các bác lên cho em là LED dây, bên em đang gửi tới các bác với giá là 120k bao ship thôi nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là LED dây 120k bao ship. Đó. Đây, các bác lên cho em là LED dây thôi nhá. Đó, LED dây. LED dây 120k và bao ship luôn các bác nhá. 120k bao ship cho con LED dây này các bác nhá. Đấy. Một quận của nó như này. Đấy, hàng của nó trong quận như này, điều khiển nó biết cục nguồn cái thằng nào. Dòng này thì quá chất lượng rồi. Đó. Con kéo bếp bàng này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k con kéo bếp bàng này các bác nhá. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, cắt vải, cắt giết, cắt giấy, cắt thức ăn, cắt thực phẩm. Nói chung là ok hết. Dòng này của nó thì nó quá chất rồi các bác nhá. Đấy. Cắt thì quá ngon luôn các bác nhá. Đấy, cắt quá ngon luôn. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Cắt vải, cắt giết rất là ngon luôn. Đấy, con này thì rất là tuyệt vời. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k các nhá, 130k. Các bác lên cho em là kéo bếp bạc 130k các nhá, 130k con kéo bếp bạc này. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Đây, toàn chữ Nhật lòng hoàng hết các bác này. Đấy, chữ Nhật lòng hoàng hết đây. Đấy các nhá, nó kéo bếp bạc của Nhật 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đồ siêu tầm các bác nhá, đồ siêu tầm đấy. Thì bên em đang có một số các cái con đồ siêu... Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k và bao ship cho các bác luôn. Các bác lên cho em là khổ ga mini 100k bao ship các bác nhá, 100k bao ship con khò ga mini này. Đó, rất là đẹp luôn. Đánh lửa tự động hết các bác nhá, đánh lửa tự động hết. Rất là đẹp, ngon lành, cành đào cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là khò ga mini nhá. Khò ga mini 100k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn, rất chất lượng các bác nhá. Đó, khò ga mini đây. Đấy. Hàng của Nhật đấy các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô súng bắn keo các bác nhá, súng bắn keo. Đấy, con này thì bên em cũng gửi tới các bác cái giá là 100k. Các bác nhá. Con này của nó thì hàng của Nhật sử dụng điện là từ 110 đến 240V. Đây đây các bác nhá. Đó, đây. 110 240V. Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi đây, các bác nhá. Đó. 100k bao ship luôn, 100k bao ship các bác nhá. Đó. Rồi sản phẩm này còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ như là mua mặt hàng bên em. Tiếp về cái lô đài FM các bác nhá. Đó, đài FM của Nhật đây. Hàng made in Japan này các bác này. Đấy, của nó thì 90Hz đến 4500Hz cho nên sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái. Của nó sử dụng cái pin là 8000mAh các bác nhá. Đó đây. Con này nó có pin trực tiếp luôn. Về các bác có pin đây rồi, về các bác chỉ cắm sạc là xong. Bên em tặng kèm dây sạc, con nó sử dụng hai cái quả pin 1.5V pin con thỏ to ấy. Đấy, còn là các bác nghe pin được mà nó có pin sẵn rồi. Dây sạc cái này về các bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Hướng dẫn sử dụng thì rất đơn giản thôi. Đây về các bác xoáy cái này lên cho em này. Đây cái này vừa là tiếng to tiếng nhỏ, vừa là công tắc luôn. Đấy, đánh tạch phát này là lên này. Đấy. Sau đó các bác cho em về cái hệ FM các nhá. Các bác cho cái này về cái hệ FM như này. Sau đó thì mình bắt đầu dò thôi. Con này nó dò bằng cơ như này các bác nhá. Không lúc các bác lại bảo là dò điện tử là không phải đâu. Con này nó dò cơ. Thế nên là sóng nó rất là khỏe luôn. Về các bác yếu sóng thì kéo cho em cái anten này lên.
Đấy, sau đó các bác giòn như này là nó sẽ ra thôi. Đó, coi nhé. Đấy các bác cứ giòn này nó ra. Đây tiếng to tiếng nhỏ đây. Đấy, các bác cứ giòn này là nó sẽ ra sóng thôi. Để qua đó tuyên truyền vận động người dân quay về với những sinh hoạt thuần túy. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra không chỉ là an ninh trật tự, bài toán về kinh tế, về văn hóa xã hội. Trong đó, cấp thiết nhất chính là việc đảm bảo nguồn nước, nguồn cung lương thực cho đồng bào. Công an Hà Quảng luôn luôn tuyên truyền cho bà con để hiểu rõ về cái sai trái của riêng con mình. Và nhiều bà con thì cũng nhận thức được. Hiện nay thì có chính sách của đảng nhà nước thì hỗ trợ về cái này là tiếng to tiếng nhỏ nhá, giống cây trồng, rồi là cái hỗ trợ xây dựng bể nước, bể tiếng chứa rất nước to luôn nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, đây là cái anten sóng này, nói chung là nghe tiếng rất là to rõ ràng luôn các nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 320.000. Đấy, hôm nay bên shop về lô này giá rất là tốt, cho nên thanh lý cho các bác với giá là 300k các nhá. Các bác lên đã giúp cho em là đài FM 300k bao ship cho các bác luôn. Đấy, lên đã giúp cho em là đài FM các nhá, nó rất là ngon lành luôn. Đấy thì các bác có thể sử dụng các bác nhá, nó rất là ngon. Các bác có tí tuổi rồi dùng con này để nha, để nha buổi tối hoặc là thư giãn rất là tốt. Đây tặng kèm dây sạc như này, nó có pin sẵn về, các bác cứ thế là sử dụng thôi. Nếu các bác về mà nó hết pin thì cắm sạc pin vào cho em. Đó, các bác lên cho em là đài FM 300k các bác nhá, 300k. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về một cái lô, đó là cái vòi nước các bác nhá. Đó, vòi nước thì đây là cái dòng bằng đồng các bác nhá. Con này của nó là bằng đồng mạ chrome, rất là đẹp luôn, bằng đồng mạ chrome. Dòng này là phân khúc cao cấp các bác nhá. Đấy, con này thì bên em ký hiệu nó là V25 và bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k. Các bác lên mã giúp cho em là V25 150k các bác nhá. V25 150k. Đấy, bên trong của nó là hoàn toàn bằng đồng hết các bác nhá. Đó, bằng đồng. Đây. Đấy, bằng đồng hết, đồng đúc và nó mạ chrome sáng bóng rất là đẹp luôn. Con này dùng thì rất là mượt các bác nhá. Đấy, cần gạt rất là mượt luôn. Các bác lên cho em là V25, bên em gửi tới các bác với giá là 150k con này các bác nhá. Đó, inox bằng đồng mạ chrome, đồng mạ chrome rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là V25 150k con này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô hàng inox M này. Con này bên em ký hiệu nó là V21. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 60k. Đấy. Con này thì giá bình dân thôi, nó bằng inox. Nói chung là inox M304 như này các bác dùng thì cũng yên tâm. Đây, inox M304 này, SUS 304 đây các bác nhá. Đó, con này các bác dùng thì cũng rất là ngon. Đấy, cần gạt cần nghiếc rất là chắc chắn luôn, rất là êm. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý. Giá chỉ có con này giá chỉ có 60k thôi các bác nhá. Giá 60k, giá siêu tốt, siêu rẻ cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho là V21 các bác nhá. V21 60k con này. Giá siêu rẻ luôn các bác nhá. V21 60k. Đấy, giá cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nó là bằng inox M, các bác dùng thì yên tâm. Đấy, dùng trong gia đình hoặc là dùng ở ngoài các cái vòi các thứ đây. SUS 304 các bác này, inox M nhá. Con này dùng thì không bao giờ lo bị gì sét hoặc là bị hỏng các bác nhá. Rất là yên tâm luôn. Đó, lên mã giúp cho em là inox M các bác nhá. Đó, inox M. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác. À xin lỗi các bác, là các bác lên mã cho em là V21 60k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay đó là bên shop về được ít cái lô xịt giày các bác nhá. Đó, xịt giày khô hoặc là giặt giày khô. Đấy, hàng siêu chất luôn các bác này. Đấy. Các bác nhá. Đó, toàn chữ Nhật lòng hoàng hết đây. Con này của nó là 300ml. Các bác lên cho em là xịt giày các bác nhá. Xịt giày 120k bao ship. Đây em sẽ giới thiệu cho các bác xem cái công dụng và cái cách sử dụng của nó này các bác này. Đó đây. Làm được review thì ok đấy, nhưng vẫn phải kiểm tra. Vậy thì lần này một bình xịt giặt khô giày xem thế nào. Trong một gồm một bình xịt tàu bọt. Ơ, thế rồi à? Được tặng kèm hai cái bàn chải đánh giày. Xong. Nói chung nó cũng không đắt lắm. Đi chung thật. Đây con này. Thử luôn nhá. Đầu tiên là xịt đến chỗ bẩn. Bây giờ cây giày này thì chỗ nào cho bẩn? Xịt đến đâu? Bọt nở ra đến đấy này. Hay phết nhở? Xịt xong đợi trong ít phút, sau đó dùng bàn chải đánh. Ui, hay chưa này? Đánh đến đâu bọt tan ra đến đấy. Đánh xong rồi thì lau sạch nhá. Ấy nhá, sạch phết nhở. So với giày kia thì một trời một vực luôn. Mà đặc biệt giày rất khô, không hề bị ướt. Vậy thì chiến nốt cái còn lại. Thế bọt mở ra. Ui, mùi chanh, thơm thật các bạn ạ. Bọt thì trông như kem ấy nhỉ. Thử luôn nhá. Đầu tiên là xịt đến chỗ bẩn. Bây giờ cái giày này thì chỗ nào cho bẩn? Xịt đến đâu bọt nở ra đến đấy này. Hay phết nhở. Xịt xong đợi trong ít phút, sau đó dùng bàn chải đánh. Ui, hay chưa này. Đánh đến đâu bọt tan ra đến đấy. Đánh xong rồi thì lau sạch nhá. Ấy nhá, sạch phết nhở. So với giày kia thì một trời một vực luôn. Mà đặc biệt giày rất khô, không hề bị ướt. Vậy thì chiến nốt cái còn lại. Thế là lại có đôi giày mới này. Nói chung sản phẩm rất ok. Đó, đây công dụng của nó là xịt giày, sau đó thì chúng ta giặt khô luôn các bác nhá. Rất là tiện. Chai 300ml, xịt ra thì nó là dạng kem như này. Đấy, hương của nó là hương chanh rất là thơm luôn các bác nhá. Đó, hương chanh, hương tự nhiên rất là thơm. Xịt ra như này, sau đó thì các bác tẩy đi là xong. Đó, rất là tiện dụng các bác nhá. Xịt giày, xịt dép rất là ok luôn. Đó, con này thì công dụng của nó rất là hay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop
Tiếp tục về cái lô thước kẹp gem điện tử các bác nhá. Thước kẹp gem điện tử. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k bao ship. Các bác lên mã giúp em là thước kẹp gem các bác nhá. Các bác được tặng kèm thêm một viên pin nữa. Ở trong này thì nó có sẵn một viên pin rồi. Các bác cứ bật lên là xong thôi. Đây. Bật lên cho em như này là xong. Đó, ở đây trong này nó có sẵn một viên pin đây này các bác này. Đó, sẵn viên pin. Nếu mà các bác về mà cái viên pin nào nó hết thì các bác có thể thay pin mới vào cho em. Đó, có thể là con này nó hết pin rồi. Đấy các bác nhá. Đó, để hàng để lâu thì nó hết pin là chuyện thường. Về các bác thay pin mới vào cho em là xong. Đó đây. Đấy, cái lô này của em có thể là nó bị hết pin hết lượt rồi. Đấy, về các bác có thể thay pin vào các bác nhá. Đó. Đây. Cái này hàng để lâu thì nói chung nó không thể tránh khỏi được. Đấy, nó hết pin rồi thì về các bác thay pin vào cho em. Nói chung là đo kẹp gem và giếc bình thường các bác nhá. Đó. Đo kẹp gem và giếc bình thường luôn. Rất là ngon. Đây nha các bác nhá, cái này nó không phải hết pin mà nó có cái lẫy khóa pin ở đây. Đây nó có cái lẫy khóa pin đây này, nó có cái tờ giấy lẫy khóa pin này, các bác rút ra như này cho em là xong. Đó là bắt đầu pin lên. Đấy, các bác có thể tắt đi, chuyển về chế độ zero này. Đấy, ép hết vào cho em, chuyển chế độ zero, tắt đi, chuyển về chế độ zero, sau đó bắt đầu đo các bác nhá. Con này thì nó có 3 cách đo. Một là đo đường kính bên ngoài, hai là đo đường kính bên trong, ba là đo chiều sâu các bác nhá. Đó, nó có 3 cách đo như vậy. Và tổng chiều dài của nó là 150mm, tức là 15cm đấy các bác, 15cm. Nó đo được 15cm, bao gồm là đo vành bên ngoài, đo đường kính bên trong và đo chiều sâu các bác nhá, đo cả chiều sâu luôn. Đấy các bác kiểu kéo như này là nó sẽ đo cho các bác chiều sâu này. Đấy, cái này đo chiều sâu các bác nhá. Nói chung nó rất là tiện. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác giá là 130k. 130k bao ship luôn các bác nhá. Đó, 130k bao ship. Tiếp theo thì hôm nay bên shop thanh lý cho các bác một ít cái tai nghe có dây này. Các bác lên cho em là tai nghe có dây. Con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá là 20k con tai nghe có dây này các bác nhá. 20k. Đó, 20k một con thôi. Tai nghe Nhật bãi các bác nhá. Dòng này là dòng có dây 20k. Thanh lý nốt cho các bác, còn mấy cái nữa thanh lý nốt các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô dây sạc đây. Đó. Cái dây sạc này thì bên em ký hiệu nó là bên em ký hiệu nó là dây sạc đơn các bác nhá. Đó. Là dây sạc đơn. Đấy, sạc đơn. Đấy các bác nhá. Đó, dây sạc đơn dây. Sạc đơn dây các bác nhá, sạc đơn dây bên em đang bán là 30k một dây này thôi. Đó. Đây các bác nhá, 30k một dây này, rất là tiện các bác nhá. Đấy, nó có hai màu em gửi ngẫu nhiên thôi. Dây của nó dài là 1 mét. Dây của nó có 3 đầu như này, một đầu của Samsung, một đầu của iPhone và một đầu của Oppo các bác nhá. Đó, nói chung là hàng mới hàng cũ đều sử dụng được hết, nó 3 đầu luôn, rất đa năng các bác nhá. Đó, dây sạc. Các bác lên cho em là dây sạc đơn nhá, tại vì bên em có cả cái dây sạc rút nữa, sạc rút nữa. Thì các bác lên cho em là sạc đơn các bác nhá, sạc đơn. Đấy, dây sạc đơn. Đó. Và tiếp theo đó là bên em tiếp tục về cái lô ổ cắm USB các bác nhá, ổ cắm USB đây. Đấy. Thì con ổ cắm USB này các bác lên cho em là ổ xanh các bác nhá, ổ xanh. Bên em đang gửi tới các bác giá là 100k và bao ship các bác nhá, 100k bao ship luôn. Các bác lên cho em là ổ xanh. Đó, mỗi ổ này thì nó có 6 ổ cắm này và 3 ổ USB các bác nhá. Đây các bác này. Đấy. Nếu các bác cứ mua một cái ổ xanh như này cộng với lại một cái dây như này, tổng nó có 130.000 thôi. Về cắm ổ cắm yếc thoải mái này, có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, tối các bác không dùng nữa ngắt đi cho em. Đó. Và thêm mua thêm cái dây này nữa. Tổng hai món này 130k, bao ship, giá rất hợp lý luôn các bác nhá. Có cả ba đầu sạc điện thoại luôn. Đấy, dùng trong gia đình ai có cái nào cắm cái đấy. Đấy, rất là tiện, hoặc con cháu có về nhà mà có điện thoại quên không mang dây các bác. Đưa ra rất sành điệu luôn, cắm được hết các loại luôn. Đó. Và cái ổ xanh này thì bên em gửi tới các bác là 100k bao ship. Đấy, nó các bác mua hai món như này, có 130.000, ship tới tận nhà cho các bác luôn. Quá là rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô đèn pin dầu các bác nhá. Đó, đèn chạy bằng pin. Đấy, mình gọi là đèn pin dầu các bác nhá. Đấy, các bác bật lên này là xong. Ở đây thì nó sử dụng 3 cái quả pin cúc áo này. Các bác dùng hết thì ra hiệu sách mua cho em, 3.000 một quả, mua hết 10.000 các bác nhá. Đó, dùng hết thì ra hiệu sách mua. Cái này thì các bác dùng ngày lễ ngày Tết rất là đẹp này. Đấy, nó có cả chế độ nhấp nháy luôn các bác nhá, cả chế độ nhấp nháy luôn, rất là đẹp. Đọc kinh, đọc sách các thứ hoặc là lễ lạy thì nó rất là an toàn. Nó không như cái dòng dùng bằng các bác, khi mà các bác dùng bằng nến thì nó vừa có khói ra nhà, vừa bẩn thỉu mà lại vừa nguy hiểm. Nhưng cái này chạy bằng pin thì rất là an toàn, không sợ cháy nổ các bác nhá, rất là an toàn luôn. Và rất là đẹp, kiểu dáng rất là đẹp, giả đồng, bằng nhựa giả đồng này rất là đẹp. Các bác lên cho em là đèn pin dầu 60k các bác nhá. Đây là em đang bật rồi này. Đấy, đang bật rồi. Thi thoảng nó lại nhấp nháy này cũng rất là hay luôn các bác nhá. Rất là vui mắt, nó nháy như đèn dầu thật luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bài vàng đây. Các bác lên cho em là bài vàng. Đấy, hàng bài rất là đẹp luôn. Nó bằng nhựa các bác nhá. Đấy, cái này của nó là bằng nhựa 100% luôn. Chống nước luôn, các bác cứ thả vào nước thoải mái chứ, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bài vàng, rất là đẹp luôn. Đây, một bộ của nó như này. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây, đánh cong được các bác này. Đấy, đánh cong được luôn. Đấy, nó là dạng là bài nhựa các bác nhá, Golden King các bác này. Đấy. Rất là đẹp luôn.
Đấy, ông vua bài có nhá, bài vàng. Con này thì bên em đang gửi tới các bác một bộ bài như này, giá là 60k có nhá. Các bác có thể mua để chơi hoặc là tặng cho con cháu nhà mình, rất là đẹp. Trẻ em có thể là chơi bài này cũng rất là tốt, để các em nó giải trí hoặc sáng tạo cũng rất là tốt luôn có nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá con bài vàng này là 60k. 60k con bài vàng này có nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bếp ga mini các bác này. Đó, con bếp ga mini này thì cũng rất là sành điệu luôn, để các bác dùng trong nhà hoặc là ăn lẩu ăn liếc, hoặc là đi du lịch picnic, đi phượt, đi chơi các nhá. Hàng đựng trong hộp như này, rất chất lượng luôn. Hàng của Nhật siêu chất luôn. Đấy, những cái thiết kế của nó rất là hoàn hảo các nhá. Đây, mở ra như này các nhá. Đây là phần chân này. Lật nó ra này. Hàng nó rất là dày dẫn và chắc chắn, theo các trông trên video này hầu như rất dày dẫn chắc chắn. Các bác lắp bình ga mini vào đây. Đây là điều chỉnh này. Còn đây là bật tắt này. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên nha. Đấy, đặt lên như này. Đó, sau đó thì mình đặt nồi lên, nó như một cái bếp ga bình thường luôn, nhưng nó lại gấp gọn được. Đấy, điều chỉnh ga đây các nhá. Rất là tiện dụng luôn và an toàn. Tất cả cái phần đáy kết nối ga này bằng đồng hết các nhá. Kết nối ga này bằng đồng hết cho nên nó rất là tiện dụng. Đó. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là rất là ưu đãi cho các bác nhá. 160k. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá chỉ có 160k mà thôi. Đó. Rồi, sản phẩm thì con này bên em đang gửi tới các bác là bếp ga mini 160k bao ship. Sản phẩm thì còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý các bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng bên em. Rồi, xin chào các bác.